Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi học nhé. Trong buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ cùng các em tổng ôn các kiến thức về aldehyde nhé. Đó là một trong các dẫn xuất hydrocarbon trọng tâm mà chúng ta có thể gặp trong thi Trung học phổ thông quốc gia. Được chưa? Đấy, phần này cô sẽ ghi ra đây này, trọng tâm này. Trọng tâm ở lớp 11 có thể gặp ở thi Trung học phổ thông quốc gia. Và lưu ý với các em là buổi live 18 là chúng ta tổng ôn về aldehyde, sang đến buổi sau mình tổng ôn về axit carboxylic. Sau đó có thể cô sẽ cùng các em làm một bài thi để tổng kết. Cuối cùng là mình sẽ sang học sớm 12 nhá. Rồi, cảm ơn Lường Văn Tâm nha. Đi học lý, rồi đi học trên Zoom đúng không? Rồi, cảm ơn em nha. Nhớ like và chia sẻ, lưu like lại được chưa? Sau đó thì lát nữa mình học xong lại, hay hôm nào mình rảnh rảnh mình xem lại nha, các kiến thức về aldehyde nha. Vậy sau đây chúng ta sẽ đi vào luôn câu đầu tiên được chưa? Xem là câu số 1 này có bạn nào mà lại chọn sai không nha. Câu số 1, đọc đề ở câu số 1 và chúng ta cùng chữa nào. Câu số 1. À, cảm ơn Hảo Hảo nha, có vẻ hơi tối. Ồ đúng rồi, cô quên mất cô chưa bật điện. Cảm ơn Hảo nha. Rồi. Sáng hơn chưa? Sáng hơn chưa? Một hồi ngồi xong rồi là nói chuyện rồi chat chít các kiểu rồi quên bật điện. Nào chúng ta bắt đầu câu số 1. Câu số 1 là gì? C4H8 có mấy đồng phân là aldehyde mạch hở? Được chưa? À vẫn tối à? Cô bật hết điện lên rồi, để hôm sau cô sẽ chỉnh lại một xíu nhá. À nó là cái bóng của cái cam nó che lên giấy đấy, nó mất một khoảng bị tối. Đây nguyên cái khoảng này là bóng. Hôm sau cô sẽ chỉnh lại nha. Rồi, chào tất cả các em nha. Câu số 1 này. C4H8O có mấy đồng phân là aldehyde mạch hở? Vậy nhìn vào oxy này thì chúng ta biết đây là đơn chức rồi. Bây giờ mình sẽ xác định xem là nó no hay không no bằng việc là chúng ta sẽ đi tính độ bất bão hòa K. K ở đây được tính bằng 2 cộng 2 lần số carbon trừ đi số hydro, tất cả trên 2 và K bằng 1. Với aldehyde mà K bằng 1 nhá, chứng tỏ là gì? Các bạn để ý này, trong cái nhóm CHO này thì nó đã có một cái pi ở đây rồi, được chưa? Vậy K bằng 1 thì chứng tỏ là aldehyde no, đơn chức hở nha. Vậy bây giờ mình sẽ viết này. Đầu tiên là với đồng phân mạch carbon. Đây, các bạn để ý này, 4 đồng phân. Và chú ý nhá, cứ thấy cái nhóm CHO này là aldehyde. Nhiều bạn bảo cô ấy nhóm chó là aldehyde đấy. Vậy thêm hydro vào, CH3, CH2, CH2 được một đồng phân này. Tiếp đến đồng phân có nhánh, chúng ta được một trường hợp như sau. Mạch chính 3 carbon. Vậy có một trường hợp có nhánh ở đây nữa thôi. Điền tiếp hydro vào nhá. Vậy các bạn nhìn thấy là mấy đồng phân đấy? À như vậy ở đây là có 2 đồng phân. Hay câu số 1, đáp án mà chúng ta lựa chọn ở đây chính là đáp án B, được chưa? Rồi. Như vậy chốt câu số 1 nhá. Có bạn nào sai không? Rồi câu số 1, rồi bạn à. Sáng vẫn quan tâm đến con gái cô mấy tuổi? Nguyễn Thị Hạnh này, Hoài Cao này. Rồi, đều B này, Khoa Đinh chọn A. Khoa Đinh chọn A, em kiểm tra lại nhá. Rồi, chào Vĩnh Thành nha, chào Lê Nga Việt Sách nha. Và lưu ý với các em là chị Lê Nga Việt Sách đang comment ở phía dưới này chính là một chị trợ giảng rất là xinh đẹp của cô. Đấy, các bạn nào mà quan tâm đến học sớm 12 thì có thể inbox cô, hoặc là inbox hai chị trợ giảng là Lê Nga Việt Sách và Thanh Thúy Việt Sách.
Và chị Lê Nga thì đang ở đây đó. Chị Lê Nga rất là xinh nha. Chưa có người yêu, bạn nào có anh trai giới thiệu chị Lê Nga nha. Rồi chào Nguyễn Mỹ Duyên nhá. Như vậy chốt câu số 1. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 2. Câu số 2 nào. Xem đáp án ở câu số 2 này sẽ là đáp án gì nhá. Nhìn rõ không các em? Rồi câu số 2. Ở điều kiện thường các aldehyde nào sau đây tan tốt trong nước? Như vậy câu số 2 hỏi mình về cái gì? Hỏi về tính chất vật lý. Tan tốt trong nước đây là tính chất vật lý này. Vậy xác định được chưa? Mình thấy ngay này. Đây các trường hợp này C6, C7 vậy chứng tỏ là khó tan trong nước rồi, số carbon lớn đúng không? Vậy đáp án ở đây câu số 2 đích thị là đáp án C rồi. HCHO và CH3CHO được chưa? Rồi chào Vũ Anh Dương nha. Hôm nay chuyển sang aldehyde rồi, đi vào xem là aldehyde học có khó không nhá. Rồi, như vậy chốt câu số 2 đáp án là C nha. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 3 nào. Câu số 3. Xem đáp án ở đây là gì nhá. Nội dung là gì? Cho CH3CHO hay chính là aldehyde acetic đúng không? Đấy, phản ứng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac thì thu được muối hữu cơ B là. Đấy, ôn lại cho chúng ta về phương trình hóa học này. Nhiều bạn bảo cô ơi, em không biết viết phương trình hóa học, vậy thì quan sát nhá. Aldehyde acetic phản ứng với bạc nitrat trong amoniac. Vậy mình sẽ thu được cái gì? Rồi cô thấy là bạn thì comment, phần lớn các bạn comment là B rồi. Thế mình kiểm tra này. Vậy ở đây sẽ là gì? CH3COONH4 bạc và NH4NO3. Vậy thì chúng ta thấy ngay rằng là đáp án ở đây sẽ là CH3COONH4 hay là câu 3 đáp án ở đây sẽ là đáp án B. Tiếp theo là củng cố cho chúng ta kỹ năng cân bằng phương trình này. Thì các bạn cứ nhớ trong đầu rằng là gì? Trong các aldehyde đơn chức nha, trong các aldehyde đơn chức chỉ có cái thằng HCHO. Là cứ một mol này thì ra 4 mol bạc. Còn những thằng aldehyde đơn chức còn lại cứ một mol aldehyde ra 2 mol bạc. Được chưa? Vậy đây là 2 thì mình sẽ thêm 2 vào bạc nitrat. Đếm gốc nitrat thì mình thấy thêm 2 vào amoni nitrat. Cuối cùng này, đếm gốc NH4 này thì mình thấy rằng là thêm 3 vào NH3. Cuối cùng là kiểm tra để cân bằng nước thôi, được chưa? Thế có cân bằng được nước không? Đếm này. Bên này có 3 với 4 là 7 này. 7 với 8 là 15 đúng không? Đây đã có 4 này. 4 này nhìn đây là 4 được chưa? 4 với 9 là 13 rồi, vậy 2 nữa là 15, vậy đủ rồi. Đấy. Ví thử như là mà đề có yêu cầu mình viết phương trình hóa học đấy thì các bạn thấy rằng là mình sẽ làm như thế nhá. Ok chưa? Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 4 nào. Câu số 4 nha. À đúng rồi, các bạn thi trắc nghiệm thì không phải cân bằng nhá. Rồi, chào Đặng Văn Phước nha. Vĩnh Thành aldehyde chưa học à? Vĩnh Thành aldehyde chưa học à? Ở trên lớp vẫn chưa học đến à? Vậy thì có thể xem trước nhá, và sau đó thì lưu like lại được chưa? Để hôm sau khi mà ở trên lớp ấy, chúng ta học xong về aldehyde thì các bạn có thể lên xem lại nhá. Rồi. Đúng rồi, nếu mà thi trắc nghiệm thì chúng ta không phải cân bằng nhá Nguyễn Huyền nhá. Nhưng mà trong trường hợp mà đề bài yêu cầu chúng ta là phải làm trắc nghiệm ấy, à cô xin lỗi, phải làm tự luận ấy, thì chúng ta lưu ý để cân bằng, được chưa? Nếu như đề bài yêu cầu mình làm tự luận thì mình lưu ý để cân bằng nhá. Tiếp theo là câu số 4. Chúng ta sẽ xem đáp án ở câu số 4 ở đây sẽ là đáp án gì nhá. Chất nào sau đây dùng để phân biệt ancol ethylic với ancol ethylic C2H5OH đúng chưa? Và aldehyde acetic. Aldehyde acetic thì dễ dàng xác định được rồi, CH3CHO. Vậy hai chất này mình sẽ dùng hóa chất nào để phân biệt đây?
xem nhá. Natri có được không? Nếu dùng natri thì ancol này phản ứng này. Còn aldehyde thì không phản ứng. Vậy chúng ta sẽ chọn natri. Dùng bạc nitrat trong ammoniac thì sao? Thằng aldehyde sẽ phản ứng và tạo ra cái tủa sáng bạc đấy đúng không? Cái tủa bạc sáng bám thành ống nghiệm đấy. Thế còn ancol ethylic thì không phản ứng. Vậy dùng A và B mình có thể phân biệt được. Đáp án ở đây đích thị là đáp án D rồi nhá. Chú ý này, dùng natri này. Có khí bay ra thì chính là C2H5OH đúng chưa? Thế còn dùng bạc nitrat trong ammoniac mà có gì? Cái tủa bạc thì chính là CH3CHO nhá. Nhiều bạn bảo cô ơi, sao cô nêu chi tiết thế? Thì lưu ý là chúng ta đang ôn những gì là cơ bản nhất, nền tảng nhất mà. Thành ra cô sẽ nói rất là chậm cũng như là rất là kỹ cho các bạn nhá. Nhiều bạn bảo cô ơi, em đi thi bài tập em làm được nhưng mà lý thuyết, hỏi lý thuyết thì em lại sai. Thì các bạn lưu ý nha. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 5. Xem là đáp án câu số 5 này sẽ là đáp án gì nào. Ancol ethylic tác dụng với natri không có hiện tượng. Rồi, Đặng Văn Phước ơi, em xem lại phương trình nhá. Ancol ethylic này, C2H5OH phản ứng với natri, C2H5ONA và hiđro. Cân bằng thì đây là 2 vào ancol, 2 vào natri và 2 vào natri anconat. Vậy các bạn thấy có phải rằng là gì? Hiện tượng là natri tan dần, có khí thoát ra nhá. Được chưa? Như vậy chốt câu số 4 chưa? Đúng rồi, sinh khí hiđro nhá. Rồi tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 5 nào. Câu số 5 xem là các bạn comment như thế nào nào. Rồi cô thấy bạn Khoa Đinh comment câu số 5 đáp án là A. Chúng ta cùng phân tích nhé. Đề bài hỏi là gì? Có bao nhiêu đồng phân cùng có công thức phân tử C4H8O có khả năng tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac? Thế mình tính ra đây là K bằng mấy? K bằng 1 đúng không? K bằng 1 thì có thể có các khả năng xảy ra này. Là aldehyde đúng không? No đơn trích mạch hở đấy. Hay có thể là ceton. Hoặc là có thể là gì? Ancol chưa no. Nhưng có khả năng tác dụng được với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac thì điều đó chứng tỏ rằng là chỉ có thể là aldehyde thôi. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ viết này. Thực ra thì ở câu số 1 chúng ta đã xác định số đồng phân là aldehyde ứng với công thức phân tử C4H8O rồi. Đấy. Vậy ở đây câu số 5 chính là A. 2 đồng phân là aldehyde. Đấy, được chưa? Vậy chúng ta xem lại câu 1 nhá. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 6 nào. Câu số 6 để xem đáp án là gì. À, Duyên Lê hơi nát à? Rồi, tầm này chắc là có nhiều người dùng mạng nên nó hơi lát một xíu. Một tí chắc là nó ổn định đấy, các em cứ theo dõi nha. Câu số 6 xem đáp án ở đây là gì nào. À, bạn luật 6B. Vậy luật khoanh lụi đến bây giờ thì đã đúng hết chưa? Khoanh lụi 20 câu, vậy đến câu số 6 khoanh lụi thì 5 câu trước đã đúng hết chưa? Chúng ta cùng phân tích này. Chất nào sau đây tác dụng với hiđro, xúc tác niken đun nóng dư thu được ancol đơn chức? Mình nhìn thấy ngay cái trường hợp A này sẽ được ancol đa chức rồi. Cụ thể là thu được cái gì? CH2CHOH. Hay đây chính là ethylene glycol đúng không? Vậy cái thằng A này mình sẽ loại. Thằng B này mình nhìn thấy ngay, hiđro sẽ cộng phá vỡ cái pi ở đây, phá vỡ tiếp cái pi ở trong gốc aldehyde và mình sẽ được sản phẩm là gì? CH3CH2CH2OH hay chính là ancol đơn chức. Vậy không cần phân tích tiếp đến C và D thì chúng ta cũng lựa chọn được đáp án ở câu số 6 là đáp án B rồi. Đúng không các em nhỉ? Tiếp theo mình cùng chuyển sang câu số 7 nha.
Câu số 7 nào. À, luật đúng hết à? Ok. Vậy có những bạn mà chọn sai đáp án ở câu số 6 như là bạn Nguyễn Huyền hay bạn Đỗ Văn Khiêm nhá. Mình kiểm tra lại nhá. Duyên Lê nó cứ nhảy lung tung à? Nó hơi lag à? Rồi. Chào Hưng nha. Hưng đến rồi à? Hôm nay không phải học online à Hưng? Câu số 7 nào? Đúng rồi, Hưng gọi thêm các bạn vào học nhá. Cô thấy bạn Luật, bạn Hoài Cao, bạn Đỗ Văn Khiêm chọn 7 là D. Vậy chúng ta cùng xem này. Đề bài yêu cầu là gì? Thứ tự tăng dần, chú ý gạch chân và từ khóa. Đi thi đấy, để tránh bị sai hay là tránh bị làm nhầm đáp án đấy, các bạn cứ gạch chân và từ khóa đi, được chưa? Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi đấy của các chất sau: aldehyde, ancol ethylic và nước. Thế thực ra cái này thì bạn nào mà nhớ thì xác định luôn là thằng nước là 100 độ C đúng không? Ancol ethylic là 78,3 độ C đúng không? Còn thằng aldehyde số carbon nhỏ hơn. Vậy thì nhiệt độ sôi của nó sẽ thấp hơn rồi. Do vậy nước sẽ là có nhiệt độ sôi cao nhất. Hay câu số 7 ở đây đáp án là D. Đấy. Và ở trong nhà chúng ta đấy, hàng năm thì thường có đám cỗ đúng không? Trong đám cỗ thì uống rượu. Sau đó bố mẹ có bảo mình rằng là gì? Đi rửa chén rượu đi cho các ông bà chú bác uống nước đúng không? Nhiều bạn lười nhúng luôn vào trong chậu nước sôi, nhấc ra, thế là đã sạch mùi rượu, được chưa? Rồi, Hưng quan trọng lấy mấy với cộng với môn nào thôi ạ? Rồi, tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 8. Hôm nào Hưng cũng học on à? Nhiệt tình thế. Rồi, tiếp theo câu số 8 nào. Nhìn rõ không các em? Câu số 8. Câu số 8 bây giờ sang bài tập tính toán rồi. Xem là đáp án ở câu số 8 này mình sẽ chọn đáp án là gì nhá. À, bạn Luật, câu số 8 đáp án là B. Rồi còn bạn nào nữa? Hưng mệt rồi, B. Có vẻ như câu số 8 thiên về đáp án B đấy nhở. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phân tích nhá. Phân tích nào. Các em nhìn này, hỗn hợp Y gồm hai aldehyde đồng đẳng kế tiếp. Cứ thấy đồng đẳng kế tiếp thì thấy rằng là có thể mình sẽ sử dụng phương pháp trung bình rồi. Đốt hỗn hợp Y tạo ra 2,912 lít carbon dioxide. Vậy số mol này 2,912 mà chia cho 22,4. Vậy là 0,13. Và 2,34 gam nước. Vậy 2,34 mà chia cho 18 cũng là 0,13. Như vậy mình nhìn thấy ngay rằng là đốt cháy hai aldehyde này thu được số mol carbon dioxide bằng với số mol nước. Điều đó chứng tỏ là gì? Hai aldehyde nó đơn chức. Có công thức tổng quát là CN trung bình H2N trung bình O, được chưa? Vậy đáp án câu số 8 đích thị là đáp án B rồi, đúng chưa? Như vậy là bạn Luật này, bạn Khoa Đinh này hay bạn Hưng chuẩn rồi. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 9 nha. Câu số 9 cũng là bài tập liên quan đến đốt cháy hoàn toàn aldehyde. Vậy xem là công thức phân tử của aldehyde ở đây là gì? Chúng ta nhìn đề bài cho mình hai dữ kiện đúng không? Số mol aldehyde và tổng khối lượng carbon dioxide và nước. Vậy từ hai dữ kiện này chúng ta sẽ xác định được cái gì đây? Câu số 9 nào? Rồi. Câu số 9 nào các em? Bạn Luật 9C. Rồi xem là còn bạn nào comment đáp án ở câu số 9 này nữa không? Luật 9C. Rồi chúng ta sẽ chữa nhá. À, đề bài cho là gì? Aldehyde no, mạch hở đơn chức. Vậy chúng ta dễ dàng xác định được aldehyde này sẽ có công thức là CN H2NO đúng không? Vậy khi đốt cháy, đề bài cho mình dữ kiện về carbon dioxide và nước. Vậy thì mình không cần quan tâm đến thằng oxy. Mình có thể viết dưới dạng sơ đồ như sau: tạo ra carbon dioxide và nước. Và cân bằng ở đây sẽ là N và CO2 và N và nước. Vậy chúng ta thấy rằng là số mol carbon dioxide bằng với số mol nước. Nếu như chúng ta giả sử đây là A thì đây sẽ là A. Tổng khối lượng là 49,6. Vậy có phải là 44A cộng với 18A
bằng 49,60. Vậy suy được ra A không? 49,6 mà chia cho 44 cộng với 18 đúng không? Ra luôn A là bằng 0,8. Đấy. Được chưa? Mà mình có là gì? Để xác định được aldehyde mình phải tính được ra N. Mà mình có ở đây N chính là bằng số mol của carbon dioxide chia cho số mol A. Carbon dioxide mình tính được là 0,8. A đề bài cho là 0,2 và N bằng 4. N bằng 4 thì aldehyde ở đây sẽ là gì? C4H8O. Hay đáp án ở đây chính là đáp án C, được chưa? Câu số 9, đáp án C nha. À, mọi người đang kêu bạn Luật ghê, đúng rồi, bạn Luật làm trước rồi. Ban chiều bạn Luật đã tải về làm rồi đấy. Các em lưu ý là nếu như mà các bạn không quá bận đấy thì ban chiều cô thường đăng file tài liệu lên thì các em có thể tải về. Sau đó là mình sẽ làm trước nha. Và đến tối chúng ta sẽ chữa. Câu nào mà mình không ra đáp án giống như của cô thì mình sẽ xem để chỉnh sửa lại nha. Đây là một cách học rất là hay và hiệu quả đấy. Và cách học các môn tự nhiên này là chúng ta thường xuyên làm nhiều bài tập thì mình sẽ lập tức là tiến bộ thôi. Và nhiều bạn bảo là cô ơi, sao cô giảng chậm thế, thì lưu ý là đây là các phần mà chúng ta lấy gốc cho các bạn. Vậy mình sẽ giảng rất là chậm và chi tiết cho các bạn nhá. Còn sang đến phần live trước lớp 12 cũng vậy, cô sẽ giảng chậm và giảng chi tiết cho các bạn những gì cơ bản và nền tảng nhất. Thế còn bạn nào mà muốn quan tâm học chuyên sâu hơn, học mục tiêu 9 cộng thì có thể inbox cô để vào group kín nhá. Thế còn live free này thì cô sẽ like những gì là cơ bản nhất và nền tảng nhất cho tất cả các bạn có thể học được. Được chưa? Rồi, có mỗi Hưng không biết đề ở đâu. Vậy là Hưng, thôi rồi, Hưng không biết đề ở đâu. À, Ngọc Tuấn cũng không biết đề ở đâu à. Các em ơi, các em kết bạn với cô này. Hoặc là like trang cô Huyền Hóa chuyên luyện thi đại học 10, 11, 12 nhá. Là cô đều có để đề ở trên đấy. Cô để đề ở trên trang cá nhân của cô này. Ở trên trang cô Huyền Hóa chuyên luyện thi đại học 10, 11, 12 cũng như ở trong group học hóa cùng cô 2K4 học hóa cô Huyền nhá. Nếu như mà bạn Ngọc Tuân này hay là bạn Duyên Lê này hay là các bạn khác mà chưa biết là ở đâu nhá thì inbox thì kết bạn với cô nhá. Kết bạn với cô. Được chưa? Hay là theo dõi trang này nhá, trang đang live trực tiếp ấy. Được chưa? Trước khi like cô đều đăng tài liệu hết nhá. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 10. Câu số 10 nào. Câu số 10. Xem đáp án ở câu số 10 này sẽ là đáp án gì nhá. Mình cùng phân tích nào. Đã bạn nào làm xong rồi? À, Hưng mệt rồi, câu 10 C3. Câu 10 C3 cô chưa hiểu lắm. Đỗ Văn Khiêm 10C. À, Hưng mệt rồi, 10C đúng không? Lại kèm theo cái 3 thì ra cô chưa hiểu lắm. À, Luật Cari. À, 10C nghĩ mãi mới ra cái acrylic là gì. Rồi, chưa học đến axit à em. Thế mình phân tích nhá. Đề bài cho là cho 2,8g aldehyde X đơn chức phản ứng hết với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac dư, thu được 10,8g bạc, tên gọi của X là. Vậy mình sẽ phân tích này, dựa vào hai dữ kiện đề bài này, cái gì tính được số mol mình sẽ tính trước. Vậy ở đây tính được bạc là 0,1 mol. Các bạn để ý nhá. Trong tất cả các thằng aldehyde đơn chức thì có cái thằng aldehyde formic này, nó có thể phản ứng với bạc nitrat trong ammoniac theo tỷ lệ mol là 1:4. Vậy thì ở đây điều số 1 là các bạn sẽ giả sử A sai. Nếu A sai thì chứng tỏ rằng là các aldehyde không phải là aldehyde formic. Mình sẽ đặt là RCHO và R khác hydro, được chưa? Sau khi mình tính mà không ra R thì mình sẽ chọn A. Thế còn nếu như mình tính ra đáp án B, C hay là D thì mình chọn một trong ba đáp án này, được chưa? Thế thì các em nhìn nhá. Phản ứng với bạc nitrat trong ammoniac thu được bạc. Vậy tỷ lệ ở đây là gì? 1:2 nhá. Số mol bạc là 0,1. Vậy số mol aldehyde ở đây sẽ là bao nhiêu? 0,05. Được chưa? Vậy từ đây chúng ta sẽ có phân tử khối của X chính là bằng 2,8 chia cho 0,05. Vậy mình sẽ ra đáp án nhé. À, 56. 56, vậy suy ra R đây là bao nhiêu? RCHO. Mà cái CHO ở đây đã là 29 rồi. Đấy.
Vậy thì R mình chỉ việc trừ đi 29 là ra 27. 27 thì sẽ là gì? CH2 nối đôi CH, được chưa? Hay đây chính là gốc vinin. Vậy suy ra aldehyd của chúng ta sẽ là gì? X sẽ là CH2 nối đôi CH CHO, được chưa? Và aldehyd này sẽ là aldehyd acrylic nha. Tên thông thường của aldehyd là xuất phát từ tên axit, được chưa? Vậy thì axit mà có 3 carbon trong đó có một nối đôi thì sẽ là axit acrylic, thì aldehyd là aldehyd acrylic, được chưa? Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 11, xem đáp án ở câu số 11 này sẽ là đáp án gì nhá. Rồi, luật nghĩ mãi mới ra là cái acrylic à. Rồi, Hưng ơi, mấy bài này phải xét hai trường hợp, đúng rồi. Vậy thì mình cứ giả sử một trường hợp sai đi, được chưa? Cứ giả sử đi, tội gì đâu, đúng không? Làm trắc nghiệm mà, mình không nhất thiết mà mình phải ghi chi tiết ra, được chưa? Mình sẽ không xét cái thằng HCHO trước, bởi vì là nếu như mà phải xét HCHO trước thì thế nào mình phải làm hai trường hợp. Tốt nhất là mình cứ giả sử nó sai trước, sau đó mình xét nó không phải là HCHO. Nếu như trong trường hợp nó ra một trong ba đáp án còn lại thì mình chọn, mà nó không phải là ba đáp án còn lại thì sẽ là chọn A. Hình dung ra chưa? Rồi, nếu như mà hình dung ra rồi thì thả tim để cô thấy rằng là các bạn đã hình dung ra nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu sau, được chưa? Chẳng thấy bạn nào thả tim gì cả, chắc là chưa hiểu. Rồi, chuyển sang câu tiếp theo nha các em. À, bạn Luật là làm trước các em ạ. À, bây giờ cô mới thấy các bạn thả tim. Luật sau khi mà cô đăng tài liệu vào buổi trưa ấy, thì bạn đã tải về và bạn làm luôn rồi. Thì các bạn cũng nên vậy nhá. Thường là trước buổi live cô sẽ đăng tài liệu cho các bạn. Do vậy là các bạn cứ tải về và làm dần đi. Câu nào mà mình thấy khó khăn thì chúng ta sẽ cùng chữa nhá. Đấy, câu số 11. À, các bạn đã ra đáp án là 11C rồi. Vậy sau đây cô sẽ cùng các bạn chữa này. Chúng ta cùng xem nhá. Đề bài như sau này. Đây. Cho sơ đồ sau từ acetylene. Acetylene thì nhớ nhá, ankin đấy, CH nối 3CH hay chính là ankin đầu dãy đồng đẳng, được chưa? Cho phản ứng. Đây, chúng ta sẽ viết lần lượt ra thôi. Bạn nào mà chưa nắm chắc phản ứng thì ôn kỹ lại này. CH nối 3CH phản ứng với hydro trong điều kiện là xúc tác palladi trong trì carbonat. Thì mình sẽ thu được cái gì? À, trong điều kiện là xúc tác palladi trong trì carbonat thì dù cho hydro có dư thì sản phẩm thu được vẫn chỉ là ethylene thôi, tức là chỉ phá vỡ một liên kết pi thôi, được chưa? Vậy X1 ở đây chính là ethylene. Tiếp theo này, cho X1 là CH2 nối đôi CH2 phản ứng với KMNO4. Dung dịch KMNO4 nhá. Thì mình sẽ được chất như sau này, chính là gì? Ethylene glycol. Đấy. Mangan dioxit, kali hydroxit, được chưa? Và lưu ý là cái cân bằng này thì ở live trước cô đã hướng dẫn rồi, nên do vậy là ở live này cô sẽ không hướng dẫn các bạn cân bằng nữa nhá. Tiếp theo này, các bạn xem lại live trước nếu như bạn nào chưa biết cân bằng nhá. Từ X2, đây chính là X2. CH2 à OH, CH2OH hay là ethylene glycol cho phản ứng với đồng 2 oxit đun nóng thì mình sẽ thu được gì? Đây là ancol bậc 1. Vậy ancol bậc 1 khi phản ứng với đồng 2 oxit đun nóng thì mình sẽ thu được aldehyd. Và đây là ancol 2 chức thì mình sẽ thu được aldehyd 2 chức thôi. Đó là OCH, CHO, CU và nước, được chưa? Cân bằng thì ở đây là không có hỏi về cân bằng, do đó cô sẽ không nói sâu nhá. Vậy cái chất này chính là X3. X3 là aldehyd 2 chức, hay nó sẽ có công thức phân tử là gì? C2H2O2, được chưa? Vậy đáp án ở đây sẽ là đáp án C nhá. Vậy câu số 11 đáp án C, được chưa? Rồi, Hưng cả chiều chỉ để ngủ thôi à? Rồi như vậy bạn kia 11C cả chiều để ngủ mà vẫn chọn được ra đáp án, thế này là được rồi, tiến bộ rồi đúng không?
nhá. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 12. Câu số 12 thì rất là dễ. Một câu hỏi liên quan đến vấn đề thực tiễn cuộc sống. Vậy chúng ta thử đọc đi. Tại vì đề ở câu số 12 thì khá là dài, nên các bạn thử đọc đi một xíu nhé. Đọc xem nào. Đọc xem là đáp án ở câu số 12 này sẽ là đáp án gì đây. Chúng ta cùng để ý nhé. Câu số 12 đọc rõ sợ ai ngờ. Nó hỏi lừa thật, chọn luôn HCHO. Rồi chúng ta cùng phân tích này. Phormon, đây là một câu liên quan đến thực tiễn và cô muốn cung cấp thêm kiến thức về đời sống cho các bạn nhé. Phormon hay còn gọi là formalin, dung dịch đậm đặc 37-40% của aldehyde formic. Nó được dùng để ngâm xác động thực vật do tiêu diệt vi khuẩn gây thối rữa. Aldehyde formic cũng được sinh ra khi đốt nhiên liệu hóa thạch như là rơm rạ. Nên ngày xưa người ta thường treo hành tỏi các đồ che nứa trên mái bếp. Công thức của aldehyde formic là công thức của aldehyde. Aldehyde thì có nhóm CHO, vậy đáp án là câu số 12 đích thị là đáp án C rồi. Và câu này thì cũng đã giải thích cho chúng ta, giải thích là tại sao gia đình nhà chúng ta đấy, bố mẹ hay là làm gì? Gác các đồ dùng bằng gỗ, tre hay là nứa lên gác bếp, được chưa? Đấy, hay là gác cả hành tỏi nữa đúng không? Hay là nhiều bạn giải thích là cô ơi, sao thịt trâu gác bếp mà nó không bị thối đúng không? Đấy, lưu ý nhá. Được chưa? Như vậy chốt lại câu số 12 nhá. Rồi, chào Hưng nha, ao trước nha. Em có thể lưu cái like này lại để lát nữa xem lại nhá. Còn đi học bài ngày mai đúng không? À, mạng thất tình à? Rồi, khổ thân, mạng lại thất tình. Chắc là tại vì Hưng không đóng tiền mạng nên là mạng nó mới vậy đấy. Lần sau lưu ý là chưa đến cuối tháng thì đóng luôn tiền mạng nhá, Hưng nha. Rồi, tiếp chúng ta cùng chuyển sang câu số 13. Rồi, rất nhiều bạn là câu số 12 bị lừa đấy. Tiếp theo nào, câu số 13 xem đáp án ở đây sẽ là gì nhá. Câu số 13. Công thức phân tử của một aldehyde, công thức phân tử của một aldehyde có 10,345% nguyên tử hydro theo khối lượng là. Xem đáp án ở đây là đáp án gì? Thì các bạn nhìn nhá. Để làm được cái câu số 13 này một cách nhanh chóng thì các bạn nhìn vào bốn đáp án này. Bốn đáp án này đều là aldehyde no đơn chức. Và mạch hở. Đấy. Bốn đáp án đều là no đơn chức mạch hở. Vậy mình sẽ đặt aldehyde là CnH2NO, được chưa? Và mình có là gì? Phần trăm của hydro, đề bài cho, nó được xác định bằng 2N chia cho 14N cộng 16. Và cô sẽ chuyển luôn là 0,1345 nhé, 0,10345. Vậy từ đây chúng ta dễ dàng suy được ra N đúng không? Bấm máy tính là ra N thôi. Các bạn thử bấm giúp cô xem là nó ra đáp án là bao nhiêu nhé. Rồi bạn Luật này, bạn Trường Giang thì đều ra là 13C. Vậy chúng ta thử kiểm tra nhé. Đúng rồi, xấp xỉ bằng 3. Đây các em có thể nhìn vào kết quả này, nó xấp xỉ bằng 3 đúng không? Vậy thì N ở đây chúng ta chọn là bằng 3 luôn. Vậy thì aldehyde ở đây sẽ là C2H5 CHO. Hay đáp án mà chúng ta lựa chọn câu số 13 đích thị là đáp án C nhá. Tiếp theo mình cùng sang câu số 14 nào. Xem đáp án ở câu số 14 sẽ là đáp án gì nhá. Rồi, bạn Hưng chỉ biết ăn biết ngủ thôi, chưa biết crush là gì á.
Nghe có vẻ lạ đấy, cô nghĩ rằng là đây rất là lạ, cô không tin đâu. Không biết là các bạn khác thì có tin bạn Hưng không, chứ còn cô không tin. Nếu mà các bạn mà tin bạn Hưng thì thả tim, còn không tin bạn Hưng thì thả ha ha, xem cô xem là có đông bạn thả ha ha không, xem là có đông bạn ha ha không nhá. Rồi tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 14. Câu số 14 với nội dung như sau này: đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam aldehyde X, thu được 5,4 gam nước và 6,72 lít carbon dioxide. Công thức phân tử của X là. Đấy, đề bài yêu cầu xác định công thức phân tử của X khi đốt cháy aldehyde. À, Vũ Ánh Dương bạn Luật à? Cô nhầm, xin lỗi nha. Rồi, may quá đã có Ánh Dương nhắc cô. À, bạn Luật comment, bạn Luật trả lời bạn Hưng đúng không? Rồi. Như vậy là rất nhiều bạn ha ha rồi, bạn Huyền ha ha rồi. Điều đó chứng tỏ rằng là bạn Luật nói không đúng rồi đúng không? Dựa vào dữ kiện này thì các bạn thấy rằng là mình tính được số mol nước đúng không? 0,3. Số mol carbon dioxide là 0,3. À, có số mol carbon dioxide bằng với số mol nước. Điều đó chứng tỏ X ở đây là gì? Nó đơn chức và mạch hở, được chưa? No, đơn chức mạch hở nha. Vậy cô sẽ tóm tắt sơ đồ ra này: X 5,8 gam này cộng với oxy được nước là 5,4 gam. CO2 chúng ta có tính được ra khối lượng không? 0,3 mol nhân với 44 đúng không? Vậy điều đó chứng tỏ là chúng ta sẽ tính được ra cái thằng khối lượng của oxy này. Bảo toàn khối lượng thì sẽ ra tính được khối lượng oxy. Cụ thể như sau nhá. 5,4 cộng 0,3 nhân 44 trừ đi 5,8. Vậy ra khối lượng của oxy là 12,8. Từ khối lượng của oxy này thì chúng ta sẽ tính được ra số mol của nó. Chia 32 đúng không? 0,4. Được chưa? Đây là 0,3. 0,3. Khi tính được ra số mol oxy rồi thì các bạn biết mục đích mà cô tính ra số mol oxy ở đây để làm gì không? Các em có biết mục đích mà cô tính ra số mol oxy ở đây là làm gì không? Chính là để tìm ra số mol của aldehyde bằng cách là bảo toàn oxy. Thì mình có là số mol oxy ở trong X đấy, bởi vì là aldehyde đơn chức thì nó chính là bằng số mol của aldehyde luôn, được chưa? Và được tính như sau này: bằng số mol nước là 0,3 cộng với 2 lần số mol CO2 trừ đi 2 lần số mol oxy nha. Và mình sẽ tính này. À, nhầm được luôn, nó là bằng 0,1. Số mol của X là 0,1. Vậy mình sẽ suy được ra phân tử khối của X là bằng 58. Phân tử khối của X mà bằng 58 thì chúng ta sẽ lựa chọn được luôn X ở đây là gì? Nhá. RCHO mà phân tử khối bằng 58 thì có phải suy được ra R đây bằng bao nhiêu? 29. Hay aldehyde ở đây chính là C2H5CHO, được chưa? Vậy đáp án mà chúng ta lựa chọn ở đây chính là C3H6O. Bởi vì C3H6O hay chính là C2H5CHO, được chưa? Chốt chưa? Chốt nhá. Rồi, chào Bắc Hà nha. Rồi, cảm ơn Bắc Hà đã gọi thêm tất cả các bạn vào học cho vui nha. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 15 nào. Và xem đáp án ở câu số 15 này, mình sẽ lựa chọn đáp án là gì. Rồi, mạnh dạn lên. Và đọc đề và comment đáp án cho cô xem là câu số 15 này, mình sẽ lựa chọn đáp án là gì nhá. Hôm nay thì có nhiều bạn bảo với cô là đi học room, thành ra là các bạn không có thời gian để học online ở môn hóa của cô. Vậy chúng ta tích cực chia sẻ để thêm bạn vào học cho vui nha. Câu số 15 nào. Xem là các bạn comment đáp án ở đây là gì nhá. Câu số 15. Rồi, cô thấy bạn Luật 15 là C. Còn bạn nào nữa không nhỉ? Vào comment đáp án đi.
Chúng ta sẽ đọc đề và phân tích nhé. Đề bài là gì? Cho 7,4 gam hỗn hợp aldehyde đơn chức phản ứng với bạc nitrat trong amoniac thu được 64,8 gam bạc. Vậy chúng ta sẽ tính được luôn số mol bạc này, 64,8 mà chia 108. Vậy đây là bao nhiêu? 0,6. Biết hai aldehyde có số mol bằng nhau, vậy công thức của hai aldehyde là. Thế thì các bạn để ý này, câu số 15, rất nhiều bạn bảo là cô ơi, đọc đề xong thì em chưa hình dung ra cách giải là như thế nào. Vậy chúng ta cùng phân tích nhá. Ánh Dương tuần sau bắt đầu học room buổi tối 2 hôm à? Đúng rồi, rất nhiều bạn tầm tối bây giờ chúng ta học room. Vậy có thể là chúng ta sẽ đổi lịch học. Có thể sang tuần sau cô sẽ đổi lịch học muộn hơn để các bạn học room xong thì qua học live nha. Rồi. Chúng ta cùng phân tích nha. Các bạn để ý này, ở đây đề bài cho các bạn nhìn nhá. Trong số 3 đáp án này thì có trong số 4 đáp án này thì có 3 trường hợp có sự xuất hiện của HCO đúng không? Một trường hợp thì các bạn nhìn đây, nhìn thấy ngay là đáp án này không phải là aldehyde rồi, mình sẽ loại được B luôn này. Vậy thì chúng ta sẽ giả sử hỗn hợp gồm có HCHO và anh còn lại sẽ là RCHO, được chưa? Có số mol bằng nhau. Thì các bạn để ý nhá, số mol bằng nhau này nếu như cô giả sử là A thì có phải thằng này là A, thằng này là A mol không? Phân tích nhá, để xem là bạn luật bạn làm như thế kia có đúng không nhá. Thì các bạn nhìn này, cứ một thằng HCHO thì thu được 4 mol bạc. Vậy là bạc ở đây là 4A, được chưa? Thế còn cái thằng RCHO này thu được 2A bạc thôi, được chưa? Vậy chúng ta có là gì? Tổng số mol bạc hay là 4A cộng với 2A đấy là bằng số mol bạc là 0,6. Vậy suy ra luôn là A bằng bao nhiêu? A bằng 0,1. A bằng 0,1 tính được. Vậy từ đây chúng ta tìm được ra R không? Khối lượng aldehyde cho là 7,4 rồi. Vậy có phải là 30A cộng với R cộng 29A bằng 7,4 không? Đấy, mà A bằng 0,1 chúng ta thay vào thôi. Vậy R đây bằng gì? R bằng 15. Vậy có phải mình suy ra aldehyde ở đây chính là CH3CHO, đúng chưa? Vậy là HCHO và CH3CHO. Vậy đáp án mà chúng ta lựa chọn ở đây sẽ là gì? Đáp án C, được chưa? Rồi, đáp án C nha. Bạn Ánh Dương ở trên trường đã học trước lớp 11 môn hóa rồi. Ôi, bắt đầu đấy, bên bạn lúc nào chẳng sáng đúng không? Ánh Dương cơ mà. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 16 nào. Câu số 16. Comment đáp án ở câu số 16 xem đáp án ở đây là gì nào. Đáp án câu số 16. Chúng ta cùng đi vào phân tích nhé. Câu số 16 với nội dung như sau. Đốt cháy một aldehyde X đơn chức mạch hở cần dùng 8,4 lít khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn, thu được 13,2 gam carbon dioxide và 5,4 gam nước. Mặt khác, cho X phản ứng với hydro thu được chất hữu cơ Y, tên của Y là. Như vậy chúng ta phân tích này, đọc đề mình sẽ tính được ngay số mol của CO2, số mol của oxy 8,4 chia 22,4 hay là 0,375 đúng không?
Tính được số mol của carbon dioxide 13,2 chia cho 44 là 0,3 và số mol nước là 0,3. Vậy mình dễ dàng xác định được x ở đây là aldehyd, cô xin lỗi nhé, là aldehyd no, đơn chức mạch hở và sẽ có dạng là CnH2NO, được chưa? À, như vậy để xác định được y thì mình chỉ cần tìm được ra x thôi thì mình sẽ xác định được y. Vậy bây giờ mình sẽ xem là tìm ra x như thế nào nhá. Chúng ta cùng xem là tìm ra x như thế nào nào. Rồi, à, Ánh Dương ở trường chưa học hóa 11 à? Rồi, có bạn Luật đã ra đáp án là D rồi. Vậy chúng ta sẽ phân tích nhá. Mình cùng nhìn này. Cô sẽ viết cả sơ đồ ra để chúng ta dễ hình dung nhá. Oxy là 0,375 thì thu được CO2 là 0,3 và nước là 0,3. Vậy nhìn vào đây mình sẽ thấy là bảo toàn oxy. Mình sẽ tính được ra số mol của aldehyd. Xác định được thôi, bảo toàn oxy này. Hai lần số mol carbon dioxide là 0,6 cộng với số mol nước là 0,9 trừ đi hai lần số mol oxy là sẽ ra số mol aldehyd. Vậy mình sẽ có như sau nhá. 2 x 0,3 viết ra cho bạn nào chưa nhìn ra này. Trừ đi 2 x 0,375. Vậy chúng ta xem bằng bao nhiêu này. À, 0,15. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được số carbon có trong aldehyd, chính được tính bằng số mol CO2 chia cho số mol của aldehyd. Vậy là bằng 2. Bằng 2 thì aldehyd X sẽ là CH3CHO. Vậy khi cộng với hiđro để thu được Y sẽ là CH3CH2OH, được chưa? Đây chính là Y. Vậy Y ở đây là gì? Ancol ethylic nha. Như vậy đáp án mà chúng ta lựa chọn ở đây là đáp án D, được chưa? Như vậy câu số 16 chọn D. Không biết là có bạn nào chọn sai không? Rồi, có mỗi bạn Luật chọn thôi đúng không? Và chọn đúng rồi. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 17 nào. Câu số 17 là gì nhỉ? Tên gọi đúng của hợp chất CH3CH2CHO là CH3CH2CHO. Vậy chúng ta nhìn nhá, có đuôi CHO này thì nó là aldehyd. Vậy mình thấy là sẽ loại được đi trường hợp C này. Nhìn vào đây mình thấy là có 3 carbon. Vậy đây sẽ là gì? Nhiều bạn phân vân giữa A và D. Thì đáp án của chúng ta chính là aldehyd propionic nha. Đây là tên thường. Có aldehyd thì là tên thường. Tên thường được gọi bằng aldehyd cộng với tên axit có số carbon tương ứng, được chưa? Vậy câu số 17 chọn D. Có bạn nào chọn sai không? À, mấy bài gọi em thích lắm, bởi vì em gọi sai nên là em rất thích. Ví dụ bạn Luật như là chọn 17A thì sai mất rồi. Rất tiếc là bạn Nguyễn Huyền ở đây cũng là 17A. Chú ý nhá, 17 ở đây là D các em ạ. Aldehyd propionic nha, chứ không phải là propanoic đâu, được chưa? Rồi, hình dung ra chưa nhá? Như vậy là đi thi thì đừng để sai ở câu này nhá. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 18 với nội dung như sau. Như vậy là chúng ta sắp hoàn thiện buổi học ngày hôm nay rồi đấy. Câu số 18, kéo đề cho các em dễ nhìn nhá. Phát biểu nào sau đây là sai khi so sánh tính chất hóa học của C2H2 chính là gì? Acetylen. Và CH3CHO đây chính là gì? Aldehyd acetic. Thì cô nhớ ở phần mỗi ngày một bài tập hóa thì cô đã từng nêu ra cho chúng ta cái bài tập dạng này rồi. Chúng ta cùng phân tích nhá. Chú ý lại nhận định sai. Vậy mình sẽ xem đáp án ở câu số 18 này sẽ là đáp án gì nhá. Chưa bạn nào comment à? Comment đi xem đáp án ở đây là gì.
Rồi bạn Luật 18B. Bạn nào nữa? Mạnh dạn comment xem đáp án ở đây là gì nào. Nguyễn Huyền đâu rồi? Comment xem đáp án là gì nào. Mình comment nhé. Rồi cô sẽ cùng em phân tích này. Chú ý chọn đáp án sai. Acetylen và aldehyde đều làm mất màu nước brom. Vậy mình sẽ không chọn, được chưa? Bởi vì lựa chọn đáp án sai mà. C2H2 hay là acetylen và aldehyde acetic đều có phản ứng tráng bạc. Vậy đây sai rồi. Chỉ có thằng này tráng bạc thôi. Còn thằng này thì không phải là tráng bạc đâu, mà là phản ứng gì? Phản ứng tạo kết tủa. Và cụ thể kết tủa đây là bạc acetylua CAG nối 3 CAG, được chưa? Thì cái câu số 18 này cũng là một trong những kiểu câu hỏi mà trong đề thi rất hay gặp nhá. Tức là đề hay lừa chúng ta đấy, để chúng ta cứ thấy ngờ ngợ và mình sẽ chọn, được chưa? Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 19. Câu số 19 xem đáp án là gì nhá. Rồi câu số 19 xem là bạn Luật đáp án là gì nào. Rồi cô thấy 18 có bạn là Trường Giang, bạn là Đặng Thành Đạt comment đáp án là B này. Đấy. Rồi Đặng Thành Đạt học chùa tí. Chùa là chùa thế nào? Cô đang live free mà, vậy thì cứ học đi thôi chứ làm sao phải chùa. Cô có lấy phí đâu mà bảo chùa. Lấy phí là cô sẽ dạy trên group kín, được chưa? Khi đó thì cô sẽ dạy theo các chuyên đề từ dễ đến khó, từ mức thông hiểu vận dụng đến vận dụng cao. Sau đó là cô sẽ kèm theo một số phương pháp giải nhanh hay là một số kỹ thuật để giải bài tập, được chưa? Thế còn khi mà cô live công khai như thế này và gọi các bạn vào học thì đây là hoàn toàn free. Vậy thì chùa chiền cái gì ở Đặng Thành Đạt, cứ vào mà học thôi chứ, được chưa? Tiếp theo câu số 19, câu số 19 nào? Bạn Luật comment 19 là C. Vậy mình sẽ xem là 19 đáp án ở đây là gì nhá. Chữa xem câu số 19 có thật sự là C không nào. Đề bài cho là gì? Cho 2,9 gam một aldehyde phản ứng hoàn toàn với lượng dư bạc nitrat hoặc là bạc oxit trong dung dịch ammoniac. Thu được 21,6 gam bạc. Công thức cấu tạo thu gọn của aldehyde là. Như vậy đọc đề bài này, cái gì mà tính được ra số mol thì mình sẽ tính. Vậy 21,6 gam bạc thì tương ứng ở đây là 0,2 mol, được chưa? Đúng chưa? Thế các bạn nhìn nhá. Nhìn vào bốn đáp án này thì các bạn thấy này, cái thằng aldehyde formic này thì một thằng aldehyde phản ứng sẽ ra 4 mol bạc. Cái thằng này thì chỉ ra 2 mol bạc thôi. Nhưng cái thằng C này là đa chức, cụ thể là hai chức nhá. Thì mỗi cái chức này sẽ ra 2 bạc thì thằng này cũng ra 4 bạc. Thằng này cũng ra 2 bạc, được chưa? Vậy chúng ta sẽ giả sử như thế nào? Cô sẽ giả sử như sau này. Giả sử cô nhìn thấy 2,9 này, cô ngờ ngợ nó có vẻ như là cái thằng HCHO hoặc là aldehyde hai chức này, vậy cô cứ giả sử là A và C đúng. Thì mình sẽ có như sau này. Cứ một thằng aldehyde cô đặt là thằng X đi thì sẽ ra 4 thằng bạc, đúng chưa? Số mol bạc là 0,2 thì có phải số mol X ở đây là 0,05 chưa? Vậy thì từ đây có phải mình sẽ ra M chính là bằng 2,9 chia cho 0,05. Mình tính ra là bao nhiêu? 2,9 chia 0,05. À, nó là 58. 58 thì mình thấy thằng A không phải rồi, bởi vì M của nó ở đây mới là 30. Nhưng cái thằng C này thì phân tử khối có phải bằng 58 không? Vậy chọn nhá. Thỏa mãn là một thằng aldehyde ra 4 thằng bạc và có phân tử khối bằng 58. Vậy thì mình chọn thôi. Câu số 19 chọn đáp án C, được chưa? Như vậy có bạn Luật comment chuẩn rồi nhá. Rồi, tiếp theo câu cuối cùng, câu chốt, câu số 20. Câu số 20 nào các em ơi? Câu số 20, câu chốt. Câu số 20 này thì cô đã đưa trong cái phần gì? Mỗi ngày một bài tập. Mỗi ngày một bài tập thì cái bài tập này của cô có thể là bài tập hay gặp trong đề thi. Hoặc là bài tập mà học sinh hay mắc lỗi.
nhá. Các bài tập này thì cô đều để ở trên trang của cô. Được chưa? Các bạn chỉ cần kết bạn với cô là các bạn thấy trang rồi, được chưa? Thì chúng ta sẽ xem nhá, xem câu 20 đáp án ở đây là gì nhỉ? Gì nhỉ? Rất là dễ đúng không? Câu chốt rồi, câu số 20. À, Nguyễn Huyền mạnh dạn chọn A, Luật chọn A. Luật chọn A. Rồi, ancol ethylic đâu có tham gia phản ứng tráng gương. Luật ơi kiểm tra lại nhá. Ở đây các chất tham gia phản ứng tráng gương, tức là các chất mà trong phân tử phải có nhóm chức là CHO, được chưa? Vậy chúng ta nhìn này, thằng HCHO thì mình sẽ chọn rồi. CH3COH acid acetic loại. CH3COOC2H5 loại. HCOH thì chúng ta sẽ chọn. Đây, cô sẽ phân tích này. HCOOH hay nó sẽ có công thức cấu tạo như sau nhá. Công thức cấu tạo khai triển này. HCOOH. Vậy các bạn nhìn nhá, cô khoanh vào. Đây chính là nhóm chức CHO, được chưa? Do vậy cái thằng HCOOH hay là acid formic thì có khả năng tham gia phản ứng tráng gương, được chưa? Và ester của nó cũng có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Vậy thì chúng ta sẽ chọn cả HCOCH3, được chưa? Còn C2H5OH thì mình loại đi. Vậy thì câu số 20, đáp án mà chúng ta lựa chọn ở đây là gì? Đáp án A. Chốt lại là đáp án A nhá. À, Đặng Thành Đạt ester chưa học à? Sao lại bảo là ester chưa học? Học rồi đấy em, lớp 9 mình đã học ester rồi. Phản ứng giữa acid carboxylic và ancol đó là tạo thành ester đúng không? Và trong chương trình hóa học lớp 11 thì ở phần acid hay là ở phần ancol thì chúng ta đều gặp phản ứng ester hóa rồi, đúng chưa? Tuy nhiên thì chương đầu tiên của lớp 12 cũng là chương ester và chúng ta chưa học thôi. Và sang tuần sau thì mình sẽ học về nó nhá. Rồi. Như vậy là trong một tiếng cũng không quá ngắn và cũng không quá dài thì cô đã cùng các em giải quyết xong 20 bài tập rồi. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe nhé. Hẹn gặp lại các em trong buổi học lần sau nha. Buổi học ngày mai thì chúng ta sẽ tổng ôn về